Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn một cái video có tên là Bút Sa Gà Chết. Thực tế thì trong hàng loạt những cái giao dịch dân sự, có những người họ thực tế là không đọc. Tuy nhiên rằng có những người họ đọc xong rồi họ không hiểu. Và có những người đọc hiểu vẫn ký, sau này lại tiếp tục khởi kiện. Tôi làm văn phòng luật sư mà có rất là nhiều những cái trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất tôi điển hình cho quý vị và các bạn, đó là trường hợp không đọc mà vẫn ký. Nhiều lắm quý vị và các bạn ơi, rất nhiều nữa đằng khác. Có cái ông, ông chỉ miếng đất cho con ông, ta cho mày miếng đất này, chiều ngang 10 mét, chiều dài 50 mét. Đứa con dạ, thôi con kêu đo vẽ về đo nha. Nhưng mà khi đo vẽ đó các bạn, các người con lại có hành vi gian dối là đo 15 mét, làm bản vẽ 15 mét. Sau đó ra tới phòng công chứng, ông bảo thì hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất các bạn ạ. Thì cha con mà ký, chẳng thèm đọc làm gì hết. Sau này mới té ngửa ra, ông kêu nó lên, ông bảo là hồi xưa tao chỉ cho mày 10 mét, bây giờ sao tận như mày đòi mày lấy 15 mét. Hai cha con từ nhau mặt nhau luôn. Đứa con nó nói, ông nói gì kỳ vậy? Hồi đó ông nói ông có ký tên không? Thì ông già bảo đúng, có ký, nhưng mà tao không có đọc vì tao tin mày. Các bạn thấy không? Ký tên mà không đọc, Bút Sa Gà Chết đó. Có những cái trường hợp đọc mà không hiểu. Tôi giới thiệu cho quý vị và các bạn. Có em nó điện thoại cho tôi, nó bảo chứ chị, tài sản đứng tên hộ gia đình, mà chị biết không, ba mẹ em với hai đứa em bây giờ tài sản đứng tên hộ gia đình, thì bây giờ còn sao chị? Thì ba, hai đứa con sẽ đồng ý cam kết đây là tài sản riêng của ba mẹ, để ba mẹ tự thỏa thuận. Thế là xong đó quý vị và các bạn. Thì em bảo với tôi rằng ba hứa ba có cho em một phần, và cuối cùng ông có bù nhí ông bán luôn. Bây giờ kiện cái gì các bạn? Văn bản cam kết tài sản riêng là một tờ giấy, trong đó thể hiện ý chí, ký tên lăn tay điểm chỉ. Đây là ý chí của mình, tôi cam kết tôi không tranh chấp. Đây là tài sản của ba tôi, đây là tài sản của mẹ tôi tạo lập, tôi không có bất cứ một cái đóng góp gì hết trong cái khối tài sản đó. Các bạn thấy không? Còn một trường hợp thứ ba nữa, đó là trường hợp có ký, có hiểu ý chí nhưng bây giờ vẫn kiện tiếp. Tôi nhận được của một cái bản án sơ thẩm của một tòa án nhân dân huyện. Tôi đọc và tôi thấy rằng là, ủa sao kỳ vậy ta? Thừa kế nhận rồi. Như thế này quý vị và các bạn ạ. Nhà gia đình ba mẹ chết, để lại có ba người con. Thì trong ba người con này thì một người con đồng ý thối tiền lại cho hai người anh chị em còn lại. Tôi nhớ cái số tiền cũng khoảng trên dưới 1 tỷ gì đó. Đất thì lớn các bạn ạ. Và bà này mới đồng ý ký vào văn bản từ chối nhận di sản. Tuy nhiên ở phía bên cạnh có một cái giấy nhận tiền. Xong, thay nhận di sản thừa kế qua tên của một người. Xong rồi ạ, không có gì mà phải nói hết. Thế là tới năm 2018, thấy đất nó sốt lên, cái giá trị tài sản của một trong các đồng thừa kế nhân lên gấp 3, gấp 4, gấp 5.
thế là đi khởi kiện thôi. Thì sau khi bản án của tòa án nhân dân quận huyện nhìn nhận các bên đã thỏa thuận xong nội dung của thừa kế, thỏa thuận xong rồi các bạn ạ. Thưa quý vị và các bạn, qua ba cái ví dụ từ thực tiễn của quá trình hành nghề, tôi muốn đưa cho quý vị và các bạn điều gì? Chúng ta hiểu pháp luật là một chuyện, chúng ta tin tưởng những người thân, người nhà chúng ta là một chuyện, và chúng ta không hiểu pháp luật lại là chuyện khác nữa. Tôi mong muốn, tôi khát khao lắm. Các bạn biết không, có những khi mà chương trình dân ta phải biết điện luật ta điện đến rất là mệt mỏi, nhưng vì mong muốn cái lớn lên của cái chương trình dân ta phải biết luật ta, mong muốn tất cả mọi người đều am hiểu pháp luật. Dĩ nhiên con én thì không làm nên mùa xuân, nhưng một con én hát thì cũng có thể là để lại tiếng cho đời. Với lý do đó, không có một cái gì mà lùi bước chân của tôi hết, quý vị và các bạn. Ủa, cũng xin bỏ nhỏ, nếu quý vị và các bạn là những người yêu mến chương trình dân ta phải biết luật ta, yêu mến luật sư Thu Đoan, thì hãy coi luôn cái quảng cáo chứ hả, like hoặc là share để cho nhiều người nhân rộng cái mô hình này ra. Các bạn thấy không, bút xa gà chết. Có rất là nhiều trường hợp, có những trường hợp do tin tưởng không đọc vẫn ký, hậu quả pháp lý người cha phải chịu thua người con 15 mét. Việt Nam mình gọi là trọng chứng hơn trọng cung mà. Tiếp theo các bạn ạ, tiếp theo đó là cái câu chuyện, câu chuyện gì các bạn biết không? Đó là cái câu chuyện về đọc văn bản thỏa thuận, đọc ký nhưng không hiểu. Bây giờ có kiện lại thì khả năng xác suất thắng cũng rất là khó. Cái thứ ba, đọc hiểu hết nhưng vẫn kiện. À, thôi thì người ta vẫn nói là cây mỗi hoa, nhà mỗi cảnh. Hy vọng rằng thông qua cái video có tên thật là buồn cười là bút xa gà chết, thì các bạn hiểu trước khi chúng ta đặt bút ký một cái thông điệp gì, ký một cái cứ một cái giao dịch, hợp đồng thuê nhà, hợp đồng tặng cho, hợp đồng mua bán, bất kỳ một cái văn bản gì liên quan đến một số tài sản lớn, thì chúng ta cần thiết phải xem, thậm chí là xem kỹ nữa là khác. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với tôi trong suốt thời gian qua. Các bạn nhớ đăng ký qua cái kênh Dân Ta Phải Biết Luật Ta nhé. Xin trân trọng cảm ơn.